Hey hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình Mình là nhóc MT Rồi ok, thì lời đầu tiên được cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn Một lời chào trân trọng nhất nhé Chúc toàn thể anh em có một ngày mới thật sự vui vẻ Đầy những cái tiếng cười, đầy những cái niềm vui Rồi thì hôm nay mình uh, Như anh em thấy rằng là trên đây Thì uh, trận đấu của hội mình vừa thua một đội uh, bên nước ngoài xong đúng không anh em Vâng, nhưng mà À, cái điều mình thắng thua thì mình không uh, quan trọng lắm nhưng mà anh em thấy rằng trên đây hôm nay mình sẽ sâu cho anh em xem hai trận của một bạn đó chính là bạn gấu của hội mình vâng nhà Han9 cờ lia nhà Han9 nhưng đánh trên nhà vâng đánh trên cửa với một cái combo cực chất cực hay và cực đơn giản uh, với cái uh, mẫu nhà Han9 anh em nhé rồi ok mình sẽ không lòng vòng dài dòng nữa và mình sẽ đi thẳng vào cái uh, chủ đề luôn rồi, gấu đâu? Vâng, nhà gấu thì anh em có thể thấy rằng là rất sâu. Đây, số 9. Xếp uh, số 9 nhà đánh. Uh, vâng, 7, 8. Rồi, hai trận đều ba sao. Gấu. Rồi, chúng ta cùng xem gấu sẽ uh, chơi combo gì, đánh combo gì anh em nhé. Vâng. Đây là một cái mẫu mà ba xe mà mình nói thật với tất cả các bạn là đã mắc của Han 9 rồi Thực ra thì kinh Queen của đối thủ hơi yếu một chút thôi à, Kinh 10, Queen 21 Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là Queen 21 như vậy cũng là ok lắm rồi đúng không anh em Rồi những cái đơn vị phòng thủ thì đã mắc hết tất cả rồi Chúng ta cùng xem xem Vâng combo bạn gấu sử dụng mang đi đó chính là 9 phù thủy Wick hai uh, go hai golem chín ra, năm bom bom và sáu a uh, à, chơi em nhá rồi hai chèo rào hai hồi máu một uh, bình xương một độc vâng chúng ta có thể thấy được rằng là golem gấu thả rất sớm sau đó là một chuỗi uh, chín em uh, phù thủy wick chín em ra xuống rồi ok hôm nay thì nói thật với tất cả các bạn là uh, mình uh, hôm nay uh, mũi miếc đang bị tắc nên chính phải vậy là chém gió nó không được uh, ngon nghẻ uh, ngon lành cành đào rồi có ngay vâng bên trong quân hội là quẩy đá quẩy đá mặc dù là quẩy đá ba thôi có một bịch trèo rào chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ quân hội mới có quân hội mới ra nhưng mà bạn gấu đang xử lý rất nhịp nhàng luôn không không hề à, sợ sợ một chút quân hội anh em ơi rồi kinh hai tám được cái gấu kinh uh, queen rất khỏe kinh queen gần như mắc của han chín rồi ok một combo mà chúng ta có thể thấy rằng là đánh nó nó khá nhẹ nhàng thôi đúng không anh em vâng chay wick gần như là chay wick và huy ra rồi một combo mà mình cảm thấy rất đơn giản nhưng mà nhưng mà mang đầy cái hiệu quả đây là một cái mẫu combo cực khỏe ở han 9 các bạn nhé rồi đây chúng ta có thể thấy là xương chém rất nhanh này đấy combo cực khỏe của han 9 lên han 10 thì các bạn cũng chỉ có wick của level 2 thôi mà han 9 các bạn cũng có wick của level 2. Đấy chính bởi vậy mà wick ở level 2 bá cháy hơn wick ở level 10 rất nhiều. Rồi chúng ta có thể thấy là một một đường hàng thẳng à uh, wick này một đường hàng thẳng à uh, wiza này chín wick chín wiza vâng bên trong quân đội là quẩy đá đây trận này uh, là không có quẩy đá bốn rất hay rất tuyệt vời vâng mang uh, trận này có một cái điều đặc biệt đó chính là mang hai bịch trèo rào vâng hai bịch trèo rào không có lộ nếu như có lộ thì mình không biết là mức độ nó khét lẹt như thế nào đúng không anh em nếu như trận này thì mình sẽ mang hai hồi máu một trèo rào và một lộ vâng đấy là theo mình còn bạn gấu dù gì bạn ấy cũng đã xử lý được một cái trận rất hay rồi đúng không anh em dù sao thì đây cũng là một cái trận ba sao đẹp vâng có kinh có gồ lem đi để đỡ những cái đơn vị phòng thủ Bên góc 6 giờ thì có Queen đi cùng. Rồi, chúng ta có thể thấy rằng là những cái em phù thủy tạo ra những cái đơn vị xương rất nhiều rồi, tiếp tục lại triệu hồi ra có một bình xương đi. Vâng, đây là combo quick lên chính vởi bậy mang theo một bình xương cũng là một cái chuyện rất hợp lý thôi đúng không anh em? Rồi. Em uh, tháp cung này ra đi luôn này, không cần phải nói nhiều. Vâng, cả gần như hàng mấy chục em xương xương đang chém những cái uh... rồi. Bức tường anh em thấy chém những bức tường, chém những cái khẩu ca lông cực nhanh. Rồi chúng ta cùng xem một cái trận thứ hai nữa, vẫn tiếp tục là combo đó, anh em nhé, tiếp tục lại là combo đó, rồi gấu. Rồi, trận này thì vẫn là 9 wick, 10 Wiza uh, vâng, 10 huy thay vào, uh, 5 bom bom, thay vào đó thì có thêm 1 million, Vâng, combo chủ đạo vẫn là Wick và 19 đến 10 huy ra. Vâng, quân hội mình nghĩ rằng là vẫn là lém đá đúng không anh em? Rồi, trận này thì bạn ấy đã sử dụng là hai hồi máu một lộ và một treo ra. Có độc lâm và có một bình xương anh em nhé. Xương không số. Rồi, ok. Hàn chín thì xương không số là đúng rồi. Rồi, chúng ta cùng xem gấu sẽ xử lý trận này thế nào mình nghĩ rằng là trận này sẽ lém bịch trèo rào vào đây bởi vì bịch trèo rào vào đây thì nó sẽ đi sang được bốn cái ô này gần như đi sang được hết bốn cái ô này đúng không anh em vâng lém cô lem rất sớm lém cô lem vâng lém cô lem vào những cái góc những cái góc đi được sâu vào khu trung tâm rồi đây rồi có quỳ ra có quẩy đá vâng có ôm bom ăn vào cái ô đầu tiên ba xe này là cái mẫu ba xe Mà mình nghĩ rằng là bốn ô vuông rồi có một bịch uh, độc. Quánh quân bộ thì lỗi lo lớn nhất đó chính là em dòng này thôi còn uh, mấy em cung kia thì không không có cái hẳn Vâng đúng như mình nói luôn. Anh em có thể thấy rằng là cái uh, bịch trèo rào đã giải tỏa được hết những cái uh, đã làm uh, xóa tan được hết những cái bức tường này đúng không anh em? Vâng trèo sang được bốn góc anh em thấy không? Và hình như có cái góc này là không trèo sang được thì phải Rồi, rất hay bịch trèo rào Vâng, em kinh 28 bây giờ mới gồng Rồi, hay quá Rồi, ôi, nó trèo như thế này thì có mà Sao chẳng tan đúng không anh em Rồi bên góc này thì vẫn còn những em huy ra Golem và một cái đàn xương rất hay Vâng, bên này một quy ra Có kịp triệu hồi không? Vâng rồi quá hay Vâng quẩy đá vực Bây giờ mới lém lộ Nếu như bạn ấy lém vào khu trung tâm này Thì mình nghĩ rằng là nó còn à, bá đạo hơn rồi đúng không anh em Nhưng mà bây giờ lém lộ thì cũng vẫn là ok thôi Không có cái gì cả khi mà đàn xương xương này đang đi vào trong Đây là một khẩu uh, huy ra cuối cùng thôi Vâng ra đi rồi Rồi Quá hay đúng không các bạn Một combo mà mình cảm thấy là nó khá nhẹ nhàng khá hiệu quả anh em nào đang han chín hãy uh, đang han chín mà các bạn uh, đang sử dụng combo bay hoặc combo khác mà cảm thấy nó không thật sự quá hiệu quả thì các bạn có thể chuyển sang ngay cái combo này anh em nhé combo này là mình thấy rằng là một combo cực khỏe cực uh, hay ở han chín oánh cực hiệu quả đúng không anh em rất đơn giản thôi một combo rất đơn giản rồi Còn bò khá đơn giản Không có cái gì nó quá cầu kỳ cả Vâng Golem Witch, Wiza King Queen Quân hội là quẩy đá Rất đơn giản nó Không có cái gì cả Có ôm bom đi vào để cho quẩy đá Witch và Wiza King Queen Đẩy sâu vào khu trung tâm Vâng Quân hội thì các bạn không cần phải suy nghĩ Rồi lém cho bịch độc cái đàn uh, Wick này nó cũng có thể bắt quân hội rất nhanh các bạn nhá Wick này này là... Rồi đã thế lại có quy ra bắt quân hội nữa Rồi Khá hay Mang theo một bịch trèo rào đi Đánh con bo này thì chắc chắn là phải mang theo một bịch trèo rào Đó là cái điều tối thiểu nhất Vâng Rồi Có một bịch xương đi le ve Vâng, nếu như mình Thì mình sẽ lém một cái bịch lộ vào đây anh em ạ Mình sẽ lém một bịch lộ vào đây Vâng Nhưng mà bạn ấy đã quyết định không lém lộ Rồi Rất hay Nếu như lém lộ thì chắc chắn là những cái đàn xương xương này Nó đã chém tan và những cái em lơ này đã đi được vào bên trong đúng không anh em Nhưng mà bây giờ bạn ấy lém lộ sau cũng được Không có cái gì cả Rồi Rồi đây Lém lộ vào đây cũng được Bởi vì cái hướng góc ngoài này cũng sát với cái góc nhà quân đúng không anh em Quẩy đá có thể quẩy sát vào đến nơi Không có cái gì cả Rồi Rồi đấy Rất nhẹ nhàng thôi Còn một bình xương thì lém trên đây Để đi chém nhà Rất hay Ok thì hôm nay mình đã giới thiệu với tất cả các bạn Một cái combo quân của Han 9 Đánh khá hay khá hiệu quả anh em nhé và một cái mẫu ba xe nó cực đơn giản thôi Cũng không có cái gì cả Anh em chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái ba xe à, à, Một combo quân cực hay Rất hiệu quả Khi mà wick của 9 cũng là wick 2 Mà wick của han 10 cũng là wick 2 Nên là các bạn Mình khuyên các bạn lên chọn wick Wick 2 của han 9 anh em nhé Rồi ok Hôm nay video của mình kết thúc tại đây Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau nhé Chúc anh em áp dụng cái combo này thật sự hiệu quả Uh, thật sự uh, thành công anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.